Đây rồi, tất cả các cái linh kiện này, cơm này, mồi này, rồi là gạo các thứ mình đã để ở đây rồi. Hôm nay mình sẽ thử nấu trong chiếc nồi cơm điện này để xem hình thù nó như thế nào nha. Hello anh em, lại là mình Quốc ở đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hoàng Long Computer. Hôm nay mình sẽ không bán PC nữa mà mình sẽ review cho anh em một chiếc nồi cơm điện. Đúng anh em thấy thôi, đây là một bộ PC của khách nhà mình. Thì bạn ấy lựa chọn một chiếc vỏ buồn cười dã man anh em ạ. Mình chưa bao giờ mình thấy một chiếc vỏ nó độc lạ như thế này ngoài đời cả anh em ạ. Nhìn nó có khác gì cái nồi cơm điện đâu, nó hay không đó. Thì cái bộ PC này bạn ấy muốn build về, lại thêm một cái điều hay nữa, đó là bạn ấy lắp về để làm việc, nhưng không phải là làm việc như một bộ PC thông thường, mà bạn ấy làm việc qua Hackintosh. Nghe lạ đúng không? Dành cho anh em nào chưa biết thì Hackintosh chính là hệ điều hành macOS được cài đặt trên những bộ máy tính hay là hệ thống không sản xuất bởi Apple. Có nghĩa là chúng ta cài đặt trên những bộ PC của chúng ta này, hay là chúng ta cài đặt trên những chiếc laptop mà chạy Windows ấy. Đó, thì đây rồi, tất cả các cái linh kiện này, cơm này, mồi này, rồi là gạo các thứ mình đã để ở đây rồi. Hôm nay mình sẽ thử nấu trong chiếc nồi cơm điện này để xem hình thù nó như thế nào nha. Cái gì độc lạ thì mình cứ phải giới thiệu trước anh em ạ. Nhìn bộ cây này cứ phải gọi là độc lạ bình dương. Ở đây thì chúng ta sẽ có một bộ vỏ cây, thế ra mình cũng không biết là giới thiệu như nào nữa, bởi vì mình cũng lần đầu tiên mình cũng sờ tận tay thôi. Chúng ta sẽ có hai mặt kính ở đây nha. Và thiết kế của chiếc vỏ cây này là một thiết kế theo kiểu dạng tam giác anh em, tam giác cân. Chúng ta sẽ có một quai sách ở phía trên này rất là chắc chắn này. Một chiếc fan kích thước này là kích thước bao nhiêu đây? To lắm. Và hệ thống nút ấn thì và kết nối thì ở trên này này. Và đường sau đây cũng hệ thống để đi dây này. Rồi. Main, chắc main thì sẽ cắm ở giữa. Ok phết anh em ạ. Còn đây là sẽ là các cái khe để chúng ta thông gió nha. Rồi, đây là bộ nồi cơm điện của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ review đến thức ăn. Đây là tất cả các linh kiện của chúng ta. Và cái cấu hình này thì là cái cấu hình mà do chính tay bạn khách mình tự tay chọn nên nha. Và mình chỉ gọi là nhặt linh kiện và lắp ráp lại cho bạn ấy thôi. Thì vốn là dĩ là một fan cứng của MSI, thế nên là bạn ấy có nhắn mình là làm sao chọn được cho bạn ấy nhiều các cái linh kiện nhất của MSI luôn. Thì ở đây main mình lựa chọn đây là MSI B660MEDDR4. Và bạn ấy có bảo là khi mà test qua nhiều cái cấu hình mà chạy Hackintosh thì là anh em cần tránh là không nên chọn main ASUS, bởi vì main ASUS thì rất khó cài và thậm chí không thể boot được lên luôn cơ. Thế nên là main MSI này này thì sẽ rất là dễ cài. Chip thì bạn ấy lựa chọn ở đây là em i5-12400F này. Với em chip 12400F này này thì khi anh em build cùng với bộ PC thì anh em sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu nha. Rất là hời luôn. RAM thì là bạn ấy lựa chọn đây thì sẽ là một thanh RAM 16GB DDR4 bus 3200 Vulkan G màu đỏ. SSD mà bạn ấy lựa chọn đây thì sẽ là một em NVMe 1T luôn nha anh em, đến từ Lexa. Thì em này có tốc độ thì sẽ là 2001. Card ở đây thì bạn ấy chọn em MSI AMD Radeon RX 6600. Thì mình có nghe bạn ấy chia sẻ thì là RX 6600 thì sẽ là một dòng card hiện nay nhá, sẽ là một dòng card ổn định nhất, gọi là ngon nhất và ok la nhất để có thể chạy được Hackintosh. Rồi và cuối cùng là bộ nguồn đi. Nguồn thì mình lựa chọn ở đây một bộ nguồn là Sama 700W với chuẩn 80 Plus Zone này, sẽ giúp cho chúng ta có một cái hệ thống máy, một cái nguồn điện nó ổn định nhất để có thể làm việc trong thời gian dài. Và bộ tản, một bộ tản cũng rất là quen thuộc thôi. Chúng ta sẽ có một em tản là CR1000. Ở đây là bản màu gì nhỉ? Đây là bản màu đen, CR1000 màu đen để phù hợp với màu của bộ vỏ cây nhá. Rồi tất cả cái linh kiện thì mình cũng đã giới thiệu xong rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp lên máy để xem là cái nồi cơm điện của chúng ta sẽ trông như thế nào. Bộ PC thì mình đã lắp xong rồi đây. Nhìn tổng quan anh em thấy nó có độc đáo, cũng hay đúng không? Về cơ bản thì mình rất là thích cái tông màu LED của bộ vỏ cây này. Chúng ta sẽ có hai fan ở mặt trên và mặt dưới và một dải LED ở phía trước thôi, sẽ có cùng với tông màu với nhau, đó là trắng, xanh và đỏ. Về cơ bản thì mình rất là thích tông màu này, nó gợi mình nhớ đến kiểu Captain ấy. Ngoài ra thì hai fan này sẽ được cắm vào một cái hub và các bạn sẽ có một cái điều khiển để có thể điều khiển được màu cũng như là tắt của LED của bộ cây này nữa. Thì bộ cây này nhìn độc đáo vậy thôi, tuy nhiên thì nó sẽ có một vài cái hạn chế, kiểu như là các bạn sẽ không lắp được cả nước, hình như là thế. Và các bạn sẽ không lắp được những cái
em tản nó to. Như lúc nãy mình có giới thiệu với các bạn, đó là em tản CL1000 đúng không? Thì lúc lắp vào đây nó không vừa và nó sẽ bị kênh cái miếng kính ở đây này. Thì lúc đó mình đã phải thay bằng em tản là CL1002. Hiện tại ở đây thì mình đã lắp em tản 1002 thì sẽ vừa hơn và cân đối hơn. Em tản CL1002 này thì vẫn cân tốt được em 12.400F bình thường. Về hiệu năng của bộ cây này thì mình phải nói là nếu như anh em cài Windows và sử dụng như một bộ cây bình thường thì mình phải nói là với em 66XT này thì chơi game cực đỉnh luôn. Kèm theo đó là em 12.400F best P/P cho gaming của năm 2022 thì phải nói là hiệu năng nó cực đỉnh, không chỉ chơi game mà còn làm việc nữa. Nhưng mà thật sự để mà nói, nếu như cả Hackintosh thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm để mà chia sẻ với anh em. Bởi vì trước kia mình có sử dụng Hackintosh một lần rồi nhưng mà mình thấy nó khá là nhiều lỗi, với lại là nó cũng không ổn định cho lắm. Thì khi mà hôm qua trao đổi với bạn khách của mình thì đúng thật là khi mình trò chuyện với một chuyên gia thì nó khác hẳn anh em ạ. Thì qua trao đổi hai anh em có nói chuyện với nhau thì bạn ấy có chia sẻ cho mình một vài cái kinh nghiệm khi mà build một bộ cây để mà dùng Hackintosh. Thì hôm nay mình sẽ trao đổi lại với anh em, mình sẽ chia sẻ lại với anh em để nếu như anh em mà đang có nhu cầu muốn build một bộ cây mà về để làm Hackintosh, để làm việc ấy, thì anh em sẽ tham khảo những cái chú ý hay là cái lưu ý của mình sau đây để có thể build được một bộ cây mà nó chạy mạnh nhất, chạy khủng nhất và chạy tối ưu nhất nha. Thì đầu tiên đó là Hackintosh có ổn định không? Hackintosh cực kỳ là ổn định, nếu không muốn nói là rất ổn định. Nhưng với một điều kiện, anh em hãy config hết lỗi nha. Còn nếu như anh em mà không config hết lỗi ấy, thì đó sẽ là một trải nghiệm khá tệ. Và mình cũng đã trải qua cái trải nghiệm đó rồi. Và cái điều thứ hai nữa là khi anh em build một bộ cây về để chạy Hackintosh thì hãy nhớ là làm sao build một bộ cây cấu hình càng giống MacBook càng tốt. À không phải càng giống MacBook mà cấu hình càng giống cấu hình của Apple đưa ra càng tốt. Anh em chỉ đơn giản là lên trang web chính thức của Apple xem sản phẩm, xem cái ví dụ iMac đang chạy cấu hình như thế nào. Anh em về anh em build một cây là sao giống hệt như thế là được. Đấy, chỉ có hai kinh nghiệm như vậy thôi mà đã khiến mình mở mang hơn rất là nhiều rồi. Cấu hình này thì bạn khách của mình thì đang ngồi ở tầng dưới rồi. Vậy ngay bây giờ thì chắc là mình cũng không test gì nữa đâu, để cho bạn ấy về và ấy tự cài thôi, sẽ là tối ưu nhất. Video của mình thì xin phép được tạm dừng tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Nếu các bạn yêu thích video thì đừng ngại cho chúng mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.